Hello anh em và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của sĩ Dễ. Em thích lấy cái này hơn. Sửa cái này đi. Cô thần tài. Giờ tập ấn nút tắt cho quen này em ơi. Quen dùng nút tắt lắm. Tập dần. Quyền chén à? Đang cao cường luôn này. Một hai ba bốn năm sáu. Ô, bốn con cao cường à? Ây da, được quá ta. Được quá ta. Ê, hai kinh nghiệm rồi, ắt 8, ắt 9 sớm anh em. Ây da, được cũng nhỉ. Ok đấy, ok đấy. Thiếu một con lắc, một con gần na gì đấy. Mà ấp 8, ấp 9 sớm chắc là mình sẽ đánh Sứ Thanh Hoa và Cai Sa hoặc sao đấy. Quyền chân à? Cái gì nhỉ? 2 này, 3 này, 4 này. Eloy, cảnh vệ pháp sư Zira, Anna.
Bạn này có skin Yon này đẹp đấy. Nếu cái giáp anh với thần được anh em ơi, tí nữa xong rồi mình đánh sứ thanh hoa hoặc một đánh cây xa gì đấy thì mình có thể cần một cái xương giáp vai. Là bây giờ cho cái này vào năm cao cường luôn, vừa đẹp thế nhở. Ê, mình chưa giờ đánh năm cao cường luôn ý, đẹp quá, đẹp quá ta. Giáp vai người thần cho vào cầm máu nhé, 1, 2, 3 vào. Nắm góc cửa. Phần tạ hẹn. Ghê ở nhà, ghê ở nhà. Thiên cung, cảnh vệ, thần thoại, xong rồi. Cao cường, thiên hoa, thần tài, thần tài. Ủa? Ây à... Quên mất. Mình cứ tưởng cái giáp vật lý với cả cái máu là nó ra cái giáp vai người thần anh em ơi, nó ra giáp lửa. Không sao, giáp lửa cũng được thôi nhưng mà ấy à, mình tưởng nó là giáp vai người thần đấy. Cái giáp vai người thần chắc là cái kia rồi, chắc là cái giáp phép với cả cái máu anh em ơi. Nhầm. Nhầm tí, không sao. Dễ chỗ này khi lên 9 luôn không? 8 nó rôn tí tướng rồi lên 9 luôn. Mà đi cũng hơi tiếc. Bạn thân bạn thân ơi.
Chắc nếu mà mình kích mình sẽ kích thêm một con Kha'Zix này nữa mà. Cảnh vệ, hoặc mình có thể lấy con cảnh vệ kia bỏ con Jira đi cho mình đánh hai cảnh vệ hai sứ tinh hoa. Tìm cho bạn gần na. Mình nghĩ năm cao cường này cũng ok lắm rồi. Cầm máu rồi. Ui dồi ôi, bạn này sống vội đấy. Hướng 2 sao các bạn lên cấp. Ai à, nó có AD 2 rồi. Lên cây xa nhỉ anh. Tiếp lại AD 2 sớm quá à. Ê mình cần cái AD đấy lắm ấy. Nhiều bạn đánh thần tài nữa. Mình sẽ đang đánh đấu sĩ cây xa nhỉ. Tướng tay vàng tiếp theo hoặc nhận vàng. Gì này, họ ai đánh sứ thanh hoa Amumu rồi Annie các thứ vậy. Cây xa nó chưa biết. Cóc mò vườn na Billy ê bạn này có Azi, bạn này có Annie rồi, dễ bạn này đánh thuật sĩ, thuật sĩ Azi lắm anh em ơi. Có mổ nói này một trận đấu khó nhằn đây anh em ơi. Đấu sĩ Kai'Sa. Đây là một sự thông hoa này. Mình cho bạn này lấy Asi nhé anh em nhé. Ta sẽ phải quay ăn bài này thôi. Zana đi. Silat à. Năm cao cường sẽ ba cao cường cũng được nhỉ. Senna, mình giữ lại Queen Janna, mình giữ lại bạn lắc rồi. Bỏ hai bạn kia đi. Sylvia Revenge. Cho đấu sĩ vào. Chọn Silas này vào. Hai máu à. Nín nhịn chờ thời lên.
Ăn xong lên luôn. Đây luôn. Ủa sao anh em lấy tướng nhanh quá vậy? Hai đấu sĩ này. Thiếu một con Galio. Ơ. Ê thế anh em lấy tướng lúc quá là nhanh vậy. Nên tranh có tướng làm nhỉ? Ê thề luôn ý. Kinh doanh nào sinh viên thần thiếu Galio. Cướp anh em ơi, cướp ấy. Tranh đấu bất kỳ ấy. Tranh nhau một tí đấy anh em ơi, tranh nhau một tí đấy. Ico hay là Ico tìm nốt lên 9 hay là tìm một Kai'Sa 2 rồi nhỉ anh em. Có một Kai'Sa Silas thôi. Ico hay tìm tiếp đây. Tìm tiếp cũng được, tìm tiếp tranh nhau với bạn kia. Mai tuần Kai'Sa đâu nhỉ? Chắc không mai tuần Kai'Sa đâu nhỉ? Chắc không mai tuần Kai'Sa đâu nhỉ? Còn mấy con Kai'Sa nhỉ? Mình cầm 2 con, bạn này cầm 1, bạn kia cầm 1 là cầm 4 con Kai'Sa. Có Udi này. Này cầm 3 con Kai'Sa. Thôi mình nghĩ khả năng là lên thôi em. Lên
lên 9 không? Ico lên 9 này anh em. À, anh em tranh nhau tướng quá à. Thật sự luôn đấy. Bên ngoài chưa mà chưa có Lee Sang. Chờ tính khi bạn này đi mình sẽ có thêm Kai'Sa mình roll. Để tìm Kai'Sa hơi ớt này. Tìm máu sinh viên để 2. Bác không cần nữa. Cô lên 9 rồi vì anh em bởi vì mình có ấy mà mình có cái nội tại mà tăng XP mà anh em. 44. 44 là lên được. Ồ, oh, hay. Hết đi. Hết về đi. Đâu bạn này có gì rồi? Chót hai bạn này ba cái xa đúng không? Ba cái xa. Axi. Trời ơi, tranh nhau Axi quá. Lại ba cái xa. 6 à? 6 mình là 8 à? Còn 2 con cái xa nữa anh em ơi. Tranh nhau ở đâu mình vẫn là cái xa 2 nhưng mà bây giờ tìm nó sẽ bị tỷ lệ ra nó khá là thấp. Nó có chủ lực nhìn chủ lực 1 nhìn cũng buồn nhỉ. Thì phải cần đến 2 đấy nhưng mà tỷ lệ ra thấp quá nhỉ. Mình thì có cái tăng XP này muốn lên 9 luôn để mình cho thêm con Uri vào. Mình sẽ ok hơn. Ui, xin lát thì cầm đi. Cầm cho anh em đỡ phải lấy. Chờ thôi anh em, 44 nhanh không mà. Ây da. May mắn đấy nhỉ. Chơi game chỉ may ạ. Hết rồi, hết cái xa rồi đấy. Silas này. Ý mình cầm thêm Silas rồi ạ. Mấy bạn này cần cầm gì? Cầm Axi, cầm Lee Sang. Còn Lee Sang cầm hết của bạn mình mấy bạn kia thì cần thiết đấy. Ê, đút bán tướng nhanh là đút gì nhỉ? Bán tướng nhanh Spay à? Mình điểm Spay à? Ok. Chí mạng. Ê, mình cần một cái giáp gai nhật thần, một cái giáp phép không? Không có à? Kiếm này với cả giáp này ra đi. Đi 40 anh em ạ. Kai'Sa 2 đấy, Kai'Sa 2 đấy. Cái thứ 2 có cái này rồi không cần giáp ra ấy nhỉ. Cho nó tầm tạo này rồi. Hơi ít đồ tanh, thêm tí đồ tanh em ơi. Trên tanh hơi yếu. Galio mình cần thêm mấy cái đồ xịn xịn nữa. Ta phải trận này toàn là công vật lý quá. 40 anh em ơi. Vô tí. Đã khỏe hay bán sứ này đi nhỉ, 40. Mau phí. Công vật lý này, công phép này, vật lý này, vật lý này, vật lý này, đa phần là vật lý anh em ơi, xin ra, đa phần là vật lý này, thêm cái giáp gai hoặc mấy gì đó,
Được cái con Silas mình ba đồ. Phải phép. Silas này không phải là Perry May của mình. Cũng carry ấy mà. Cái này ăn đi hai hết rồi. Dùng con này đi. Cô lên 10 em nhỉ? Khổng lồ Long Vương Udi hạ ám khổng lồ Long Vương. Mà Long Vương nữa. Còn con Rakan nữa cũng được thì. Còn Lee Sin trong đấu. Cần đối thủ đúng không em? Cần cái này này. Mặc ảnh Thiên Cung à. U Linh này. Lấy bắt đầu. Thế thì lấy tạm cái đồ thủ này đi vậy. Lên mặc ảnh, lên 5 mặc ảnh. Nào lại quá trình eco tiếp nào anh em ơi. Eco là eco, sức nghĩ eco. Này sẽ đắt xuống đây đi. Bên này tanh, bên này tanh hơi yếu nhỉ. Tanh hai bên. Anh đi Virelia. Biết rồi, em không có xong đấu à? Em đánh bài 5 vàng à? Shot vàng à? Kai'Sa này. Kai'Sa này Galio 1. Cần thêm tí hút máu nhỉ? Kai'Sa mình cần thêm tí hút máu. Biết thể lấy cái ấy cho nó cũng được. Để cái gì nhỉ, cục bằng vàng ấy, quên xử tên mà thế cũng chưa có 500 chưa tháo đồ được. Bao nhiêu để lên? 56 để lên, lên được anh em ơi, lên chắc mình thêm con hồi quay bắt đầu mới vẽ quý nhân quý thanh hoa thêm hoa visa cũng được, nó có phần rừng khổng lồ. Thì mình thích một con khổng lồ đấy anh em. Săn 1. À, gì à? À gì đây? Không được nha, không được nha. Săn. Thật nhá anh em ơi, Azibar là đi cả lũ ấy. Đi hơi xa cả lũ ấy. Nó này cái con mà nó sinh ra nhiều giáp quá à. Mấy con mà nó sinh ra nhiều giáp quá à. Mày cầm tiền đi nào. Ok, bọn này có Lee Sin 1, Ibre. Cầm con Lee Sin. Đi. Khắc chế. Sao đi, khả năng mình cần một con Lee Sin đấy anh em ơi. Con Lee Sin này biến hình bớt đi. Con 5 vàng thì ghê gớm quá.
Cầm quang đi xa nhẹ. Tôi xin 52. 52 cộng với 12 chưa đủ. Thêm một tí. Nhìn lên mười điện thoại à? À, nhắc lên được 1. Cần tìm Azi, cần tìm Lisan. Azi, ôi ôi, tôi xong rồi. Nó bảo đi tìm Azi, tìm Lisan mà. Xong rồi anh em ơi, phải giết bạn này trước khi bạn ấy hóa quái. Này, bạn này chắc vừa mới vẽ xong đúng không? Chắc vừa mới vẽ được thêm một con ấy chứ. Tìm con Azi sớm anh em ơi. Giết bạn ấy nhanh trước khi bạn ấy hóa quái vật anh em ơi. Ui dồi, bạn đâm 43 máu thì sao giết được bây giờ. Lo số phận của mình quá anh em ơi. Một vòng này chắc còn 4 vòng nữa. Hên xui thì 3 vòng nữa anh em ơi. Một cái Sandra nữa. Bạn bom 2. Giết bạn này kiểu gì? Rồi bây giờ giết bạn này kiểu gì? Lisa là biến hình đúng không? Cho con này lên này. Chắc là vẫn bắn vào con A-Chot này. Bắn vào Silas à? Sao biến một phát thôi. Giết người nhanh lên các bạn ơi, không có thời gian mà chờ đợi đâu. Giết người nhanh lên, giết người nhanh lên. Phần rừng à? Nhiều phần giường quá rồi. Cần cái giáp gai em ơi. Vì giáp gai đấy. Giáp gai, giáp gai, giáp gai. Nhưng mà con Aziba thì giáp gai nó cũng không có ý nghĩa đâu anh em ơi. Cái gì đấy? À mày bắn khác à? Rừng. Sao là rừng này? Đi san biến hình con gì đây? Dùng cây à? Biến hình đi. Rồi ok. Quá hả? Không đỡ được anh em ơi. Cái tài còn điên hơn cả mã Azi kia. Ây da. Cái tài điên thôi đấy. Má không ngờ ạ. Mình đang lo bạn này với cùng bạn khác lại đáng lo hơn. Ôi nhìn kìa. Ôi em ơi. Không đỡ nhìn nữa. Tiếp thật. Cái game mà gặp bao nhiêu 11 thần tài.
Phá nhà ấy thật. Chơi lên gặp 11 thần tài. Này thì gần Aziba. Trời ơi, chơi game gặp 11 thần tài em ơi. Chuẩn thật. Bảy mươi số. Khó chịu anh em ơi. Mình đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thích tiếp trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.